Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của người học luật. Trong những ngày qua, vụ việc ba chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa hy sinh khi tham gia cứu nạn chữa cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang gây xúc động mạnh trong dư luận xã hội. Họ đã ra đi, nhưng lòng dũng cảm của họ vẫn cháy mãi. Ở Việt Nam, cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay còn gọi là lính cứu hỏa là một nghề cao quý, được mọi người tôn trọng, là nghề luôn đối mặt với sự nguy hiểm bởi vì khi mà tất cả mọi người đều chạy ra, thì họ lại chạy vào. Một nghề nguy hiểm như vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc lương của cảnh sát phòng cháy chữa cháy có cao không. Các bạn hãy cùng người học luật đi tìm hiểu vấn đề này nhé. Mức lương cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. Hiện nay, hệ số lương cảnh sát phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo Nghị định 204 trên 2004 trên NDCP. Để hiểu được mức lương của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chúng ta phải hiểu về quy định về mức lương cơ sở hiện nay. Chính phủ đã thông qua nghị quyết số 86 trên 2019 trên QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng. Cụ thể, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng một tháng lên 1,6 triệu đồng một tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, Nghị quyết 128 trên 2020 trên QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Hiện mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1,49 triệu đồng một tháng. Mức lương cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hệ số lương quân đội, công an ở nước ta hiện nay được thực hiện theo Nghị định 204 trên 2004 trên NDCP. Cụ thể, công thức tính lương công an, quân đội năm 2022 như sau lương bằng hệ số lương nhân với lương cơ sở. Theo đó, lương cảnh sát phòng cháy chữa cháy được tính theo cấp bậc quân hàm như sau, các bạn có thể theo dõi bảng bên dưới. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn có nhiều chế độ khác được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể theo Nghị định số 83 trên 2017 trên NDCP, cứu hộ được hưởng các chế độ, chính sách như khi tham gia chữa cháy quy định tại luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001, Nghị định số 79 trên 2014 trên NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân công an thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngoài việc được hưởng chế độ. Chính sách theo quy định đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát nhân dân còn được hưởng các chế độ định lượng ăn cao, bồi dưỡng khi tập luyện, khi cứu nạn, cứu hộ, được hưởng các chế độ chính sách như đối với người làm các ngành, nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại theo quy định của pháp luật. Đối với người trực cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ trực ban đêm, bắt đầu từ 22 giờ theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều 18 Nghị định số 30 trên 2017 trên NDCP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.